Rồi, em xin chào tất cả các cô chú anh chị. Ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho cô chú anh chị là một con mixer. Con này là con mixer E4. Đây là con mixer có thể giúp chúng ta livestream được nè, thu âm được nè, đó, làm video được luôn, karaoke được luôn. Rồi, thì bây giờ con mixer này nhiều chức năng như vậy thì em mở ra coi coi bên trong nó có gì mà tại sao nó có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu như vậy nha. Đó. Rồi. Đây, cái miếng mút bảo vệ. Giấy hướng dẫn sử dụng nè, cái nguyên cuốn tập luôn. Rồi. Đây là em mixer SRC E4. Đó. Rồi. Kèm theo cho chúng ta là một cái dây kết nối USB Type-C như thế này, một cái cốc sạc luôn. Đó, cái này không phải là cốc sạc nữa mà cốc cấp nguồn nha anh chị. Vì nhớ là con trong cái con mixer này không hề có pin trước nha. Cho nên là mình phải sử dụng một cái cốc để mình cấp nguồn cho nó. Đó, còn không thì mình có thể cắm trực tiếp cái dây Type-C này vào thẳng máy tính luôn thì nó cũng có nguồn luôn nha anh chị, không cần cắm cốc nữa. Rồi. Bây giờ để em sẽ kết nối nguồn với lại con mixer này nha. Rồi thì anh chị có thể thấy bây giờ nè, đó, em mixer chúng ta đã lên đèn rồi. Thì bây giờ em sẽ kết nối với loa. Thì muốn để kết nối với loa thì như thế nào? Mình cần chuẩn bị trước một cọng dây hai đầu 6.5 như thế này. Và ra ở đây là đầu 3.5. Hiện tại á thì em đang sử dụng một cái hai cái giắc đổi mà từ bông sen nè ra 6.5 đó, em cắm vô như vậy. Rồi bây giờ em sẽ cắm vào trong cái cổng LR của cái chữ men đó. Đó. Rồi còn cái này em sẽ cắm vào input của chiếc loa em đang có ở đây đó. Đây là con AZ388 nha, đó, con này em cũng có bán luôn. Rồi và bây giờ em đã chuẩn bị một chiếc micro như thế này đó. Rồi bây giờ em sẽ tăng cái tiếng lên nè. Alo, 1, 2, 3. Rồi bây giờ em sẽ kết nối điện thoại của em vào Bluetooth của em mixer này và em hát karaoke. Nghe thử coi cái âm thanh nó sẽ như thế nào anh chị nhé. Mixer này và kết hợp với em loa này đó thì em thật sự là em cảm thấy là nó có rất là hay, và những cái chức năng vang của nó, những cái hiệu ứng tiếng vang ở đây mình có tới tận 88 hiệu ứng để cho anh chị có thể tùy theo lựa chọn đó. Và ở trên cái con mixer của chúng ta nó đã ghi sẵn luôn đấy, ví dụ như mình thích echo nè, mình thích chế độ hone nè, blast nè, room nè, hoặc là mình muốn chơi karaoke đó thì nó từ 83 đến 88, mọi thông số nó đã để ở đây đấy, tùy mình lựa chọn thôi đó. Em chỉ cần vặn cái nút này là cái số thứ tự nó sẽ thay đổi đó, anh chị thích cái hiệu ứng nào anh chị cứ nhấp hiệu ứng đó. Rồi thì đây là một cái giải pháp giúp cho chúng ta có thể nâng cấp giọng hát nè, ổn định hơn nè đó, và livestream âm thanh nó mượt mà hơn. Và kể cả những người sử dụng video quay podcast thì mình cũng có thể sử dụng em mixer này luôn đấy. Cho nên là anh chị bạn bè nào có quan tâm đến dòng sản phẩm này thì hãy ngấp ngay vào giỏ hàng để mình có thể sở hữu em nó về nâng cấp bản thân mình lên nha anh chị nhá. Em chào tất cả anh chị.